Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với chế độ Blue Zone. Hôm nay thì mình sẽ đánh giá nhanh về cái thanh giáp sắp ra mắt anh em à. Thì trước mắt anh em cũng thấy thì ngày 5 tháng 8 này thì nó sẽ ra mắt cái thanh giáp đầu tiên, đó là cái thanh giáp 7 sao, tức là thanh giáp Pharaon vàng 7 sao anh em à. Và nó ra thêm song hành một cái thanh giáp nữa là thanh giáp Leopard vàng nhé anh em. Đây, thì chúng mình hãy cùng vào xem này. Hiện tại thì nó cũng mới ra khoảng mấy ngày qua thôi anh em. Thì những cái thông tin hé lộ này thì vừa ra mắt thôi. Thì đây thì phía bên trái chúng ta thì anh em cũng được thấy thì đó là thanh giáp Leo Bắc Cha vàng, thì nó sẽ được là 6 sao thôi. Và thanh giáp này là thanh giáp dành cho nữ anh em ơi. Thì cái thanh giáp này thì nói chung thì nam nữ đều mặc được hết. Nếu mà anh em có tiền quay thì anh em mặc được hết thôi, chứ nó là thì chủ yếu là thiên về nữ thôi. Còn cái thánh giáp cũ của chúng ta thì hiện tại là hòa ra ông 6 sao, thì sau này chúng ta sẽ nâng lên với 500 đá vàng thì phải, thì nó sẽ lên được 7 sao. Đây chúng ta thì hãy cùng xem cái thánh giáp Leo Bắc Cha vàng phía bên trái 6 sao trước nha. Đây đó đó anh em thấy không, thì phía bên trái của chúng ta đó là một cái set thánh giáp 6 sao đã nâng cấp mắt anh em à. Và đây là động tác xuất hiện này, để anh em cùng xem với mình nha. Wow, ngồi lên nghe vàng luôn anh em à, ngồi lên nghe vàng nữ hoàng nè, đây không. Ngon cơm. Đây, độc quyền đảo hồi sinh coi. Quan trọng là cái này nè. Cái này thì 5 sao mới được anh em à, 5 sao mới được. U là trời. Cái gì đây? Người sói hả? Ghê vậy. Anubis anh em à. Anubis, Anubis. Người sói này là Anubis rồi, vị thần của bóng đêm, độc quyền ở sánh trời. Đó, ok. Wow, biến hình không, có biến hình không? Ơi vậy thôi à, ảo ma thế gì? Vậy là sảnh chờ này là theo như mình nhận thấy cái độc quyền sảnh chờ thì nó không ổn áp anh em à, chỉ có là những cái động tác của nhân vật thánh giáp thôi, còn nhân vật của người chơi của chúng ta thì có vẻ như là hơi bị đơ thì phải, chỉ có một cái hiệu ứng tỏa sáng từ ở trên cao phía xuống thôi. Và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng xem chia sẻ vật phẩm nha, làm điều này là hơi bị sơ sót rồi đó anh em ơi. Chia sẻ vật phẩm này không biết như thế nào, sẽ thấy là không ổn gì được cái mặt anh em à, độc quyền cái sảnh chờ thì khá là hoàn, chia sẻ vật phẩm thì chỉ được cái mặt nhưng mà nó hơi hơi nhỏ thôi. Để rồi thông báo chiến thắng nó đẹp không anh em, đây let's go. Trước khi load này thì nó phải load lại đây. Ổn ổn ổn, một con gắn mãng xà đang bao vây lấy một kẻ địch anh em đó. Con mãng xà đây anh em hãy xem lại của mình nha, con mãng xà đây là cái hiệu ứng thông báo diệt này, anh em nhìn kỹ thông báo diệt có hình cái con mãng xà ở sau cái đuôi cái em nè, cái đuôi cái súng á đó. Chắc cũng khoảng tầm một năm mấy 2 năm nữa chắc nó ra được cái này 7 sao thì ối rồi ôi. Rồi này là những hình ảnh đây, đây là trước mắt của chúng ta đang nhìn thấy phía bên trái là intro của Pharaon 7 sao, và phía bên phải thì chúng ta đang được chiêm ngưỡng đây là một bộ thánh giáp 7 sao anh em à. Đây anh em thấy không, phía sau của cái thánh giáp này được làm thêm bốn cái cánh nó hơi bị dài ra này bay,
và phía trên đầu thì có những sợi gai guốc nè, nó hình như giống như con hổ mang ở trên đầu Pharaoh mà, anh em thấy không? Này đầu tư quá chăm chút rồi, trau chuốt quá. Đây, anh em thấy không? Thế nhưng mà nhận định thì bộ thánh giáp Leo Bắc Cha thì chúng ta nên nâng lên level 4 thôi. Khi mà anh em có tiền thì anh em nâng level 4 thôi. Còn anh em nào giàu thì có thể nâng mắt luôn cũng được, nhưng mà mình thấy cái những cái vật phẩm trong đó thì không được đẹp anh em à. Cái chi phí vật phẩm thì được đó, nhưng mà lên level 5 thì nó lại hơi phí hơn so với Pharaoh. Pharaoh thì nó đẹp lắm anh em à. Pharaoh thì level 5 thì chấn động bất ngờ, anh em nhìn thấy không? Chắc ướp luôn, nhìn ngầu lòi. Đây đây là cái mũ nè. Còn này là gì đây? À đây là cái tà áo. Đây đây là cái đuôi áo này. Ở đây còn này là giáp ngực, bộ giáp trước mặt anh em à. Đó. Và anh em thấy clip này hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Hẹn gặp lại anh em vào những clip review sau. Bye bye anh em.